alo alo alo. Vâng, xin chào à, quý vị và bạn trở lại với uh, channel của mình. Thì uh, trước mặt quý vị và các bạn đây thì uh, mình quay nhanh cái video về uh, Toyota virus G phiên bản 2021 nghìn lẻ uh, số tự động G 2021 thì lẻ uh, mới ra mắt vào ngày 23 khi một loạt các đại lý sẽ có xe mẫu về rồi và với phiên bản G thì khác với những năm trước thì vẫn G màu trắng sứ chúng ta có mức giá giống như các màu khác tuy nhiên từ 2021 thì với cái việc ra mắt phiên bản Felix thì nâng cấp bản Felix này chúng ta có nâng cấp đèn này full LED này từ hệ thống đèn halogen phản xạ đa hướng có trang bị thêm đèn sương mù cũng halogen thành đèn full led à, đèn led chia khoang 6 ô và có 6 đèn led à, cái đèn led này thì cung cấp ánh sáng trắng và cái tầm nhìn cũng như là cái độ bền của đèn cũng tốt hơn khá là nhiều so với cái đèn halogen cũ ngoài ra thì trên phiên bản g chúng ta có thêm hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ngoài ra trên phiên bản g chúng ta có hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp cũng như là khóa cửa theo tốc độ thì được trang bị sẵn không cần phải lắp thêm giống như trên phiên bản cũ và đặc biệt thì với một trắng ngọc trai như quý vị bạn đang xem trên hình đây thì giá nó sẽ cao hơn 8 triệu nhé. Cái này thì trên những Camry Artis à, hay Fortuner thì tôi ta đã áp dụng rồi. Và cái giá lăn bánh hiện nay như quý khách hàng nhìn trên màn hình. Uh, Vios có 4 phiên bản. GRS thì 630, lượng xe về khá ít. Uh, G bán chính 581 triệu. Uh, chúng ta có e CVT 1.5 531 triệu nó giống khá giống với phiên bản G đời năm ngoái đấy và E CVT số sàn nội thất đen 478 triệu giá tăng nhẹ một chút thì cái mức giá lăn bánh dự kiến tại thị trường Bắc Ninh tại thời điểm tháng 2 hay tháng 3 tới khi mà cái chương trình khuyến mại hiện nay đa phần khi khách hàng đặt mua xe chúng ta sẽ được tặng kèm phụ kiện chính hãng dàn kính trải sàn thôi có thể xin thêm camera hành trình À, chúng ta sẽ đàm phán thêm với đại lý nhé hoặc với trực tiếp em trên hotline đang đính kèm video thì cái mức giá lăn bánh dự kiến cho phiên bản cao cấp nhất sẽ dao động vào gần 700 là 695 đến 696 triệu đồng à, trả góp tối thiểu từ 195 đến 200 triệu đồng còn với virus g phiên bản màu trắng chúng ta cộng thêm 8 triệu tức là 589 triệu đồng nhé cái mức giá lăn bánh thì cũng sẽ phải ngoài 650 5 triệu đồng đến 560 triệu đồng Em xin lỗi 660 triệu đồng à, Mức trả góp tối thiểu Thì chúng ta sẽ dao động vào khoảng từ 180 đến 190 triệu nhé Tùy màu Virus E CVT thì chúng ta sẽ Có lẽ là cái lựa chọn hợp lý Khi mà với phiên bản số tự động Lăn bánh chỉ cho đâu đó vào khoảng 590 thôi Cả lăn bánh rất là tật rồi và màu trắng thì chúng ta cộng lên 8 triệu tức là vẫn là 600 quay đầu trả góp dao động vào khoảng từ 165 đến 175 triệu đồng còn phiên bản e số sàn các chạy dịch vụ thì lăn bánh sẽ cao hơn thời điểm trước một tí chúng ta sẽ lăn bánh vào khoảng 535 đến 540 triệu đồng và trả góp tối thiểu từ 150 triệu nhé để có cái giá bán chi tiết nhất về để có cái mức giá khuyến mại hay giá lăn bánh chính xác nhất tại thời điểm mua và được tư vấn tốt nhất về phụ kiện kèm theo xe quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với em hùng qua online đang đi kèm trên video và cái mức giá lăn bánh này dự kiến là thị trường bắc ninh nhé còn quý khách hàng ở hà nội hay ở các tỉnh thì có thể liên hệ với em hay anh nguyễn nghĩa ở kênh Beautiful Car nếu video hay và cung cấp được thông tin quý khách hàng mong muốn thì có thể cho em xin một like xe vào một subscribe xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo